Mấy con chim này của mình các bạn này, nó đã bắt đầu ăn được cái thóc gạo và cả những cái hạt mà cứng mình cho nó ăn rồi nhé các bạn nhé. Và nó bay cũng khá như là khỏe rồi. Cũng có thể là hôm nay là một ngày đẹp trời, mình sẽ thử thả nó ra ngoài tự nhiên xem là liệu nó đã bay tốt chưa, và nếu nó bay tốt rồi thì nó có đi hay không các bạn nhé. Nếu nó đi thì mình sẽ để nó đi luôn, còn nếu không thì mình sẽ giữ nó ở lại và mình nuôi tiếp một thời gian nữa các bạn nhé. Thả nó ra nhé. Nó có bay đi không các bạn ơi? Nó đang bay ở quanh mình đây này. Đấy, nó bay đi rồi, nó bay đi rồi. Thế nào, nó bay đi hết rồi các bạn nhé. Kim xé này. Bây giờ là buổi tối ở nhà mình các bạn ạ. Đây đang ở trong phòng của Quỳnh. Cửa phòng vẫn mở. Có một con chim sẻ ở đâu tự nhiên nó bay vào trong nhà này. Đấy. Hay là con chim sẻ ngày xưa mình thả đi nhỉ? Liệu có phải vậy không các bạn ấy? Wow, nếu mà phải vậy thì mình thực sự là rất chi là vui luôn. Đây này, cái cửa sổ mình vẫn mở nhé các bạn nhé. Cái cửa sổ ở trên tầng 2 ấy, mình vẫn mở. Và tự nhiên là mình thấy có một con chim nó bay vào trong buổi tối. Này, để mình thử gọi nó xem nào. Wow. Nó dạn cực kỳ luôn các bạn ạ. Nó dạn cực kỳ luôn, đây là mình thử vuốt nó xem nào. Ui, điệu này là chim của mình ngày xưa bay vào rồi. Đây 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 đây. Phải không nhỉ? Xem nào. Nếu phải thì có nhận anh không? Ô, nếu mà chim hoang dã thì không bao giờ nó lành như thế này đâu các bạn ạ. Nếu mà chim hoang dã nó không bao giờ nó lành như này đâu. Cái con chim sẻ của mình ngày xưa nó quay về. Ôi, nó quay về này. Nó quay về mới nào. Đây này, chứ còn chim hoang dã không bao giờ nó lành như thế này đâu mà. Ô đây các bạn nha, con chim hoang dã không bao giờ được như thế này luôn. Đây, nó đứng ở trên tay mình mà nó không có một cái chút gì sợ hãi này. Giờ làm nào? Làm nào? Giờ tạm thời nuôi nó chứ bây giờ buổi tối, giờ thả nó ra biết nó đi đâu rồi. Biết thế đã. Nếu mà nó về nó thăm mình thôi thì sao mai lại thả nó đi. Không có một con chim hoang dã nào mà nó lại nành đến như thế này cả. Mà con chim này cũng chưa phải là già lắm đâu. Con chim này cũng non non mà. Nó cũng tầm cái tuổi mà con chim của mình ngày xưa mà nó bỏ đi đấy. Không phải nó bỏ đi mà nói chung là mình thả tự do cho nó. Nó về thì nó về, mà không về thì thôi ấy. Ô này. Đấy. Thôi mình đóng cửa vào đi. Đóng cửa vào đi, không là giờ nó bay ra bên ngoài tối nó lại không biết đi đâu. Ô ngon. Con có thích không? Con có thích không? Thế là một ngày mới nữa lại đến. Bé chim sẻ trở về với mình, ở với mình được trọn vẹn một đêm hôm qua. Ấy thế mà tối hôm qua nhá, lúc nó mới trở về ấy, mình chơi với nó rồi mình cho nó đậu ở trên tay mình vuốt ve nó ấy. Nó dạn cực kỳ luôn. Nó cho mình vuốt thoải mái và nó đậu ở trên tay mình, nó không nhảy đi đâu. Ấy thế nhưng mà sáng ra cái mặt trời lên cái là nó lại bắt đầu nhát trở lại. Thế lạ gì. Quỳnh có hỏi mình phải rằng là thế hả bố ấy? Sao bố không giữ nó lại để mà thả vào trong AV nuôi mà bố lại thả nó đi? Thì mình bảo với Quỳnh và rằng là từ trước đến giờ ấy, những cái con chim nào mà mình vô tình bắt được ấy thì đa số là mình thả hết, trừ giả là những cái con nào mà nó bị tật lỗi hoặc là nó mất khả năng kiếm sống ấy thì mình mới giữ lại nuôi trong AV thôi. Hoặc là những cái con nào mà nuôi ở trong AV ấy thì mình mua ở cửa hàng chim cảnh ấy, thì những con chim mà người ta đi bẫy về ấy, thì mình mới mua lại. Chứ còn thì mình cũng không muốn giữ lại những cái con chim mà nó khỏe mạnh như này nuôi ở trong AV đâu. Hoặc là mình nên những cái chỗ mà người ta bán hàng thịt ấy. Những con chim nào mà bị què quặt tật nỗi thì mình mua về chữa khỏi thì mình thả nó đi. Còn nếu con nào mà nó mất khả năng kiếm sống ấy thì mình cũng giữ lại ở trong AV. Đấy. Còn những con chim này nó khỏe mạnh thì thôi thả nó đi, chứ mình giữ lại để làm cái gì. Nó trở về với mình thì chắc là nó chỉ là nó nhớ nhà thôi, chứ thực ra nói thì nó đi cũng mấy tháng rồi, nó làm sao mà nhớ được người nữa. Mà cái lúc ngày xưa nó đi ấy là lúc đấy là nó cũng đã nhát người rồi. Nó chỉ đơn giản là mình vứt thóc vứt gạo ra sân thì nó vẫn nhảy về nó ăn thôi. Chứ còn nó không có đứng ở trên tay mình như lúc bé nữa. Lúc bé thì các bạn biết rồi đấy, xem video của mình từ lúc mà nhận nuôi con này ấy, là nó cứ đứng ở trên tay mình nó ăn rồi mình đi đâu nó bay theo ăn đấy, nó bay theo ăn đấy. Thế nhưng mà lớn lớn một tí cái là nó biết nhìn thấy đồng loại nó ở ngoài tự nhiên cái là nó không còn quấn mình nữa. Hôm nay nó trở về là cũng là chỉ là chắc là vô tình bị một cái con chim nào đó nó đuổi, hoặc là vô tình nó đi ngang qua nhà mình ấy,
nó thấy cái nhà mình nó quen quen đúng không? Nó ở trong cái tiềm thức của nó bảo cái nhà này quen thế, thế là nó thử bay vào. Thì nó bay đúng cái cửa sổ nhà mình đấy. Thì thôi, bây giờ mình lại quyết định là thả nó đi vậy. Nó thuộc về tự nhiên thì mình lại thả nó về tự nhiên. Kể cả những con chim ở trong AV của mình mà mình mua ở cửa hàng thịt ấy, sau này nếu như con nào mà nó có sức khỏe trở lại mà nó có thể kiếm ăn được là mình thả hết. Đây, nó đi đi. Nó về mình bón bột cho nó không ăn nữa. Mà cái lúc ngày xưa mà lúc nó bỏ đi ấy là nó cũng không ăn bột nữa, nó chuyển sang ăn cám ăn gạo cái nào nó bỏ mình nó đi luôn ấy. Cái thời mà nó còn ăn bột thì nó ở lại với mình. Đúng là nuôi lớn đủ lông đủ cánh rồi nó bay đi. Thôi ra đi. Cái cửa đây mà không nhìn thấy à? Đây này, cửa bên này này. Chắc là mình phải túm nó rồi, chứ nó không biết được tìm cửa. Đây, trở về với tự nhiên nhé. Từ từ chia tay nhau cái đán xong đi. Từ từ vội vàng quá. Nào, 1, 2, 3 hú hòa đi. Không được về nhà nữa nhá. Ghê chở bay xa chưa. À này, nó lại đỗ trên đỉnh nhà xóm này. Ây đừng nói này lại quay trở về nhá. Nó đỗ trên đỉnh nhà hàng xóm mà không đi xa thế không. Bình thường như những con chim khác là thả một cái là đi rất là xa đấy. Nhưng con này thả đi nó lại không đi xa, nó đỗ ở trên đỉnh nhà hàng xóm ấy. Nó nhìn về nhà mình nhá. Ồ hay nhỉ. Được đấy. Ồ nó bay đi rồi, bay đi rồi. À nó bay lên đỉnh nóc nhà mình này. Ồ nó lại lên đỉnh nhà à. Nó lại bay đi sang bên nhà. Ờ rồi nó bay đi hẳn rồi. Bay đi rồi. Thôi, chào tạm biệt nhé. Đây chính là cái chiếc lồng huyền thoại mà ngày xưa nuôi chúng nó này. Đầu tiên là 4 con, sau thành 6 con. Nó suốt ngày nó ăn ở trong cái âu cám này. Nó ăn rồi sau tối nó lại ngủ ở trong cái âu cám này. À, thôi nào, giờ mình lại cất cái lồng này vào thôi. À, lúc chúng nó bỏ đi là mình cất rửa sạch cất nó đi, rồi giờ nó về mình lại rửa sạch mang ra treo. Giờ nó đi thì lại cất nó vậy. Cũng 3-4 hôm rồi, hôm nay mình lại lên phố mua chút dế về để tẩm bổ cho những con chim ở trong AV và tiện thể là cho mấy con cóc ở trong AV nó ăn nữa. Trời nắng này thì cóc nó không nhảy ra đâu. Chỉ khi nào mà mình tưới nước hoặc là gặp trời mưa thì nó mới nhảy ở trong cái bụi rậm nó nhảy ra ngoài. Rồi, còn trời nắng này thì mình tìm chẳng bao giờ thấy nó. Chỉ còn mỗi cách rằng là mình cho nó ăn cái con sâu quy với lại cái con dế. Thì mình cứ vứt ở sân này này là chốc là một lúc nó nhảy ra. Thì tiện thể là mình mua dế này về cho chim thì mình cứ vứt nó ở dưới cái sàn này. Các bạn nhìn nhá, đợi một tí nữa là chốc những con chim đến ăn là sao tự nhiên ở đâu con cóc nó nhảy ra giờ đấy. Thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Rồi cái mặt con nhỏ lắm. Tắm thì hết ghẻ rồi đấy, nhưng mà còn những cái vẩy này thì là chưa bong hết các bạn này. Hôm nay mình sẽ quyết định là tẩy giun cho bé mèo này. Trước khi tẩy giun thì mình phải cân xem là bé được khoảng bao nhiêu lạng để mình còn tính cái ước lượng cái số lượng thuốc mà mình dùng cho bé. Đấy, bé được gần 3 lạng. Gần 3 lạng đây. Cái cân không này các bạn này. Đấy nhá, bé bỏ bé ra là cái cân về không nhá. Cho bé vào là được gần 3 lạng. Gần 3 lạng thì mình sẽ dùng cái thuốc này này, mình trộn với sữa. Đây, đặc trị sán dây tẩy giun cho chó mèo. Một cái gói này người ta chỉ định với mình rằng là cho 4kg. Thì bây giờ bé mèo nhà mình cứ gọi là được 3 lạng đi. Mình gọi là 3 lạng đi cho nó dễ đi nhỉ. Bởi vì là nhiều khi mình tăng nồng độ lên một tí cũng được. Mình thấy người ta bảo vậy. Thì xem nào, 3 là đi 30-30. Ui gói này chia là mười mấy phần. Chia là gần 15 phần. Thế thì mình lấy có một chút này thôi.
quá nhiều thì chết. Ui, nhiều rồi, nhiều rồi. Nhiều rồi. Nhiều rồi. Đấy, thế này nó hơi quá liều rồi đấy. Không biết là liệu có uống không ấy. Mỗi hôm nó uống sữa tốt lắm nhưng mà hôm nay cho cái này vào không biết có uống không. Nào. Tẩy run nhá, tẩy run cho nó khỏi ốm nhá. Nào đây xem nào. Ừ. Trắng béo lắm rồi, nặng lắm rồi. Cái hôm về thì lấy đâu được nửa hoa đúng không? À cái nửa nạng đúng không? Đây 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 của em đây. Nào. Nào nào nào. Nào 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 nào, nào. Nhăn nhăn. À uống đấy. Không sợ thuốc. Hay là thuốc này của người ta cũng thiết kế theo kiểu là nó không có mùi vị gì sao ạ? Thế. Đấy, chỉ có tẩy run bằng cách là pha sữa này thôi chứ còn cho uống viên thì bé này không uống được. Ngon. Không biết liệu có quá nhiều không. Thế. Rồi hết rồi. Ngon lành canh đào. Nào uống thêm tí sữa đấy thử cân xem liệu có gần ba nặng không nào. Không lên tí nào được tí sữa. Thôi được rồi vào chuồng nhá. Đây. Đây đồ chơi của em đây. Đấy, lúc nào buồn rảnh nên lăn nóc cái này nhá. Cún cún, cầm con đi đâu đấy? Ô ô ô ô. Tối giỏi nhé. Ô ô ô ô ô, sao lại cầm con đi lên đây? Con này giỏi thật đấy. Ô hay nhỉ, sao lại cầm con đi? Ờ các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra là cái con cún của mình nó đang muốn cầm con đi các bạn ạ. Có khả năng là cái khu vực tổ của nó ở đó là nó cảm thấy không an toàn đấy. Đây để mình mang vào trả lại cái chỗ đó. Ờ giỏi nhỉ, giỏi nha. Ô mình luôn muốn tìm cho nó một cái nơi nào đó mà nó mát mẻ nhất này, nó khô ráo và sạch sẽ nhất để cho nó làm tổ. Thế nhưng mà có vẻ là nó không ưng ý. Cái bản năng của loài chó này nó cũng vẫn giữ một cái kiểu như là cái bản năng hoang dã, là nó muốn nuôi con nó ở một cái nơi kín đáo. Chắc là ở đây tại có con chó đực kia kìa, đâm ra là nó đang ghét. Nó muốn chuyển con nó đi chỗ khác để tránh bị con chó đực kia làm phiền. Đó. Thì có khả năng là mình sẽ chiều theo ý của nó nhé. Mặc dù mình muốn tốt cho nó nhưng mà nó không cần cái điều đó. Nó tự tìm một cái nơi nào đó an toàn để nó nuôi con nó. Gà gì mà gà gà gáy buổi trưa thế mới đẻo. Rồi, rộng rãi rồi, sạch sẽ rồi. Để chiều theo cái ý của con chó cún nhà mình ấy, thì mình đã làm cho nó một cái khu chuồng như thế này ở trong cái buồng cũ nhà mình mà đang chứa đồ ấy. Thì không biết là liệu nó có thích hay không. Việc nó thích hay không thì tẹo nữa mình phải lên mình hỏi nó. Nhưng mà cái khu vực này là khá là kín đáo rồi. Đúng ý của nó là được ở trong buồng đấy. Để bây giờ mình lên mình hỏi ý kiến nó xem nó có thích cái chỗ ở mới mình làm cho nó. Cún, nhà mới xong rồi đấy. Có xuống thăm không? Đi, xuống thăm một tí đi. Nếu ở được thì ở luôn. Không ở được thì để chuyển chỗ khác. Đi, dậy. Có khả năng là mình phải cầm hai con nó đi cùng thì nó mới chạy theo, chứ bây giờ con ở trên này là nó không có đi đâu. Đây này. Đây. Đi cún ơi, dậy dậy dậy. Dậy cún, đi. Cún ơi, đi. Nhanh lên xem nào. Đấy. Cầm con nó là nó chạy theo ngay, nó có bao giờ nó bỏ con nó đâu. Đi trước, đi trước. Đây ở trong này này. Vào đây. Đâu? Em thử vào trước xem nào. Ê, mắt nó cứ nhìn con nó này. Đấy đúng rồi. Rồi đấy, liệu được không? Nếu được không? Đây. Nếu được, được thì để cho vào. Sao? Ừ để anh mang vào nhá. Nào. Để anh mang cả hai con vào. Thế còn những cái con trên kia thì tự cầm xuống hay là anh mang xuống cho nào? Đây. Đấy, ở đây nhá. Thế nào ổn không? Hả Cún? Có ổn không? Ổn chứ. Thế còn những con ở trên này giờ làm nào? Hả? Thế còn 5 con ở trên kia giờ làm thế nào? Đây, mình sẽ cầm cái chiếc rổ này lên, mình cầm nốt mấy cái con này xuống cho nó.
ơi. Ồ, ta chạy lên đây rồi. Chạy theo nhanh thế. Thế có bỏ con ở dưới kia à? Dưới kia bỏ đấy, nhớ mai ai bắt trộm mất hay làm nào. Rốt thế. Đây. Đấy. Đi. Nào. Đi. 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 Đây. Khổ lắm. Chuyên như chó chuyên con ấy. Đây, vào đây. Đây. Rồi. Thấy chưa? Đấy. Nào, giờ làm nào. À. Giờ làm nào. Giờ làm nào để nhấc con ra giờ nào. Giờ làm nào để cho con ra giờ. Dũi đổ. Đây. Đây. Thế. Đấy. Giờ dưới này sao không cám đi đâu nữa nhá. Mày. Cả ra cũng thông minh thế đấy. Ở trên kia thì nó khô ráo thế nhưng mà nó trống trải ấy. Xung quanh là nó trống trải, nó không có cái gì che kín. Mà thường thường là cái con gì thế đẻ nó hay chọn những cái nơi kín đáo để mà nó đẻ nó sinh nở rồi nó chăm sóc con nó đấy. Thì cái việc mà nó cầm con nó đi thì mình cũng không bất ngờ lắm. Mình chỉ nghĩ rằng là nó cũng sẽ ở đấy thôi nhưng mà không ngờ là nó không ở thật. Giờ yên tâm rồi nhé. Ở đây. Trong này thì sẽ hơi nóng đấy. Nếu nóng quá rồi cho cái quạt. Ok. Gai cấm xuyên qua cả áo luôn. Khô rồi đấy. Đây. Wow. 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 1, 2, 3, 4. 4 con nhím con. À, tranh thủ hôm nay quay cho các bạn xem ấy, thì mình tắm cho mấy con nhím này cái. Ở trong AV chúng nó làm lăn nóc ở trong đấy là hơi bẩn. À, mỗi một lần cầm vào nó cứ khoăn tròn lại như này. Không thể nào mà nhìn được cái mặt của nó. Lúc bé thì mình còn nhìn dễ nhưng bây giờ nó lớn rồi, nó nhát rồi ấy. Là nó cứ như thế này đây này. Đấy. À, hình như là cái con nhím mẹ này của mình nó lại có bầu rồi sao các bạn? Đây, các bạn nhìn này. Không có con nhím nào mà nó không có bầu mà nó lại béo lú như này được. Mình đang nghi là nó có bầu đấy. Trông nó như là một cái con nợn luôn này. Im, im. Đấy, cái mặt nhìn đẹp không? Cái mặt rất cute Barbie, nó lại có thêm cái sẹo ghẻ trên đỉnh mặt này nữa. Im, im để cậy. Vừa nãy mình tắm mình cậy cho nó rồi nhưng mà không cậy được. Nó lại thu người lại mất rồi. Hình như là có vẻ là nó không thích mình động vào cái vết đó. Thôi được rồi, đây là con nhím mẹ nhá. Nếu như nó phải có bầu ấy thì lốt nứa này nó đẻ là mình sẽ không cho nó đẻ nữa. Thôi không cho đẻ nữa. Đây. Còn đây là cái con nhím bố này. Đấy. Con nhím bố thì lại nhỏ hơn. Chăm vợ đẻ đâm ra nó gầy là phải. Con nhím bố thì là nó có một cái núm ở giữa bụng này này. Cái con nhím mẹ này nó không có. Thì từ đây là chúng ta có thể phân biệt nhá. Là đâu là cái con nhím con cái và đâu là con nhím con đực. À, nhím con này nó nhát hơn nhím bố mẹ. Nhím bố mẹ mình nuôi lâu rồi ấy. Đâm ra là nó giãn lắm. Còn nhím con này nó có vẻ hơi nhát. Đấy, nó lại thu người lại rồi này. Để mình xem cái con này là đực hay cái. À, các bạn bảo mình bảo rằng là mỗi một lần mà nhím nó thu người lại ấy, thì anh thổi vào bụng nó là nó sẽ nhả ra. Để mình thổi thử nhé. Xem có đúng như lời các bạn nói không. Ờ đúng đấy. Thổi cái nó nhả ra luôn này. Con này là một cái con nhím cái, không có lúm ở bụng. Một con cái này. Thả ra kia cho nó chạy với bố. À còn con này nữa. Đây cũng là một con nhím cái nữa này. Ờ, bốn con thì hai cái rồi. Còn con này. Con này xem. Lại thu vào, thế có đẻo không? Cầm lên thì nó không thu mà đến lúc giơ lên thì nó lại thu vào. Ê, may quá, lại con này con cái tiếp. Ước gì cái con này là con cái lốt. Đây. Ây à. Ui dồi ôi. Một cái quả chôm chôm nhưng mà rất chi là nhọn gai. Sao cái con này nó không mở ra nhỉ?
Ô lạ nhỉ, ba con cái rồi mà tìm mãi để xem mấy con này giới tính nó như nào mà nó không mở ra. Chắc là con này làm nào nhỉ? Để mình ngắt thử, ngắt cái que mình chọc chọc vào trong cái bụng nó xem nào. Chọc chọc cho nó buồn cho nó mở ra. Ui ôi, càng chọc nó lại càng khoanh chặt hơn các bạn. Nhìn nó thành một quả bóng luôn rồi này. Ghê chưa? Thôi, tạm thời là không phân biệt được giới tính của con này các bạn ạ. Đó, thì đây là những hình ảnh của những cái bé nhím nhà mình. Sau một thời gian mình chăm sóc thì bây giờ nó cũng đã lớn, khá như là lớn rồi. Nó to bằng cái con bố con mẹ mà ngày xưa mình mua về rồi đấy. Bây giờ mình lại phải mang nó vào trong AV rồi. Mới tắm rửa sạch sẽ xong, bây giờ mang vào nó đầm bẩn nhìn tiếc ghê, nhưng mà vẫn phải thả vào đấy cho nó rộng rãi.